Đây, Vitico giới thiệu các bạn dây chuyền chiết dầu nhờn. Đấy. Hệ thống cấp chai tự động, vỏ chai tự động, sau đó được vào khu vực làm vệ sinh cho vỏ chai. Mỗi một lần cặp này các bạn nhìn thấy 8 vỏ chai, 8 vỏ chai tương ứng với 8 đầu chiết. Đấy. Sau khi được vệ sinh xong hệ thống vỏ chai thì cái vỏ chai này sẽ được đi tiếp tục vào dây chuyền chiết tự động. Đấy, hệ thống làm sạch. Đấy, sau khi làm sạch xong rồi thì dây chuyền sẽ vỏ chai sẽ đi vào hệ thống 8 vòi chiết tự động để chiết dung dịch vào. Đấy. 8 vòi chiết cùng làm việc gần một lúc, mỗi một lần chiết là được 8 chai luôn. Với lưu lượng của dầu hiện tại đây là chai đang có dung tích là 1 lít. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Hệ thống chiết này đã có đầu khóa nên là không có cái sự gọi là rò rọt trong quá trình chiết rót. Đấy. Sau khi các chai được chiết đầy thì sẽ được đi đến hệ thống gọi là hệ thống cấp lắp và mặt rút chai được không? Đấy. Tiếp tục đi theo hệ thống băng tải. Dây chuyền này là Vitico đã cung cấp mất khoảng tầm hơn 1 tháng. Đấy, đây là hệ thống cấp lắp và siết lắp tự động. Đấy. Sau khi cấp lắp xong thì có một cái hệ thống như một cái búa đấy, gõ xuống để đầu lắp nó ổn định ở trong cái chai, sau đó mới qua được hệ thống siết lắp chai tự động. Đấy. Sau khi siết lắp chai xong thì hệ số chai này sẽ đi qua hệ thống index cấp full cho ngày tháng cho chai. Đây là bộ đọc đếm số chai. Đấy, từ đấy thì bắt đầu đi vào hệ thống đi qua hệ thống index nữa là kết thúc cái chu trình dây chuyền chiết dầu nhờn này. Đấy là hệ thống index này. Đấy, sau đây thì mới bắt đầu sang cái dây chuyền gọi là dây chuyền đóng gói. Vitico đã cung cấp cho nhà máy trong hơn tháng.